Rồi, ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp ha, và chúng ta thua rồi. Nhưng mà không sao cả, mình thắng thua gì mình cũng chỉ muốn thưởng thức cái lá bài mình vừa mới lấy được của anh K3 thôi. Anh cho mình cái lá huyết hoa cuộc phong bạo. Rồi, cho lá này xuống. Rồi, quăng cái lá này ra. Để coi hồi ảnh dùng tới chiêu gì các bạn. Ảnh đút trap xuống thì mình mới xài tới lá này. Ê trời ơi, uổng hết cái lá này của tôi. Rồi kệ nó cũng không sao. Trời ơi, ra bài gì? Vậy thì không phải xách nữa. Monster reborn. Trời, ồ, quýnh kinh vậy không anh? Trời ơi, ồ, vừa vô mà anh đã cho mình ăn đòn rồi. Ây da, bài bữa nay ra xấu dữ ta. To feel the touch of cold steel as I summon my Force Raider. Oh, Force Raider xuất hiện rồi. Còn lượt nữa thôi đấy. Rồi, hai. Ấy, chết cha lật lộn. You're activating a spell card. Lật nhầm khổ ghê. What? Gắn vô. No, 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 no. Chơi. Lấy được quả anti huyết là thành công rồi. Quan trọng là loại con summon của ảnh. Rồi bây giờ mình mạnh hơn cả Ghost Rider, mình không sợ. Anh tưởng anh chơi được mình, ai ngờ mình bật ngược lại. Rồi thôi cho anh rút bài á, tưởng gì. Gì nữa. Ây da. I activate soul exchange. Cũng may là nãy mình không summon con này ra. Giờ đâu có dùng được. It's all over for you. I summon judgment. Rồi ok, chịu hồi thẩm phán. Chà, trận này anh K3 quýnh kinh dữ. Rồi mình không ra được bài số là mình ngủm luôn đấy. Bốn con nó bắn cùng lúc là thấy xong rồi đấy. Trời, ra con này giờ làm gì? Nằm xuống chịu đòn thôi. Ra giùm cái lá bài nào tốt tốt cái coi. Rồi ok, rồng trắng mắt xanh ra trận. Chà, ra được con quái nào hữu dụng tí. Giờ ra con này làm gì? Con này ra sao đi? Khổ thiệt, ra bài kiểu này có chết người không chứ. Cũng may là anh lấy rồng trắng mắt xanh anh bắn trước á. Đóng cửa đốt nhà rồi, thôi giá này chịu thua. Ảnh ra bài đúng lúc quá. Lấy của ảnh 1000 điểm cho vui thôi. Mà thật ra nãy mình có giữ được cái lá chống tráp thì cũng chả được gì. Mà bộ bài này của ảnh có vẻ như không có nhiều tráp lắm. Nãy ảnh còn giật được của mình cái lá Hydrofor nữa mà. Nãy mình chủ qua mình sợ ảnh tung cái lá bài ảnh phá bài mình. Thành ra là mình mới phải cầm cái lá bài đó trên tay, khi nào thấy cần mới úp xuống.
Ai ngờ anh có cái lá bài đó nữa. Rồi úp xuống. Úp lá này xuống đi cho chắc ăn, có lá nữa có gì còn quét. I activate my spell card. Raikiki. Rồi thôi, Raikiki mà lấy con này là ảnh dở rồi. I set this card face down. Hay. Nhiều lên anh, nhiều lên anh. Lá này không được lật ở trong lượt của đối phương, nhưng mà lật được trong lượt của mình thì ảnh cũng gặp chuyện rồi. Nếu mà có lá kia ảnh cũng phải thí còn. Rồi hay quá. Dùng con này bắn thì dở, lấy con này bắn đi. Rồi cho con này ra luôn. Đừng để anh rút bài lúc này, nguy hiểm lắm. Rồi chơi. Kéo phá 2600 là muốn khóc rồi đấy. I activate my spell card. Gì đây? Lại nữa, bị giật bài hoài ta. Có lá chống phép ở đây rồi, hay. I end my turn. Rồi ok, đóng cửa đốt nhà. So, you're activating a spell card. Not bad. 500 bây giờ không sao với mình. Rồi, biết con này là con gì nhỉ? Cứ bắn đi đã, chưa cần phải dùng tới Raikiki đâu. Ai ra thằng đèn. Ảnh tung phép mình dở lá này lên, cả là ảnh giật mình liền. Từ từ các bạn, mình có nhiều một quái đây, cái mình ra cái gì khá là bắn tổng lực luôn. Rồi bắn kéo của ảnh miếng máu là được rồi. Thì ra là Boss Rider dán trước ảnh bắt nạt mình, dán này mình bắt nạt lại các bạn. Thở ra khói đi anh. This card face down. Rồi ok. I end my turn. So, you're activating. Rồi ok, vậy là được rồi. Chơi. Phá. So, you're activating a spell card. Con này là con gì không quan trọng. Vấn đề là mình bắn chứ, là lượt sau ảnh phá con này của mình là mình mệt đấy. How dare you. Rồi xong. Tạm biệt ngài chủ tịch nhé. Rồi thôi, có gì đâu rồi, anh em mình hòa. Bây giờ đánh gián cuối cùng nè. Để coi Giang Sơn là của ai. I set this card face down. I set this card face down. Chà. Nhiều thế nhỉ. End my turn. Chà, cái thế này mình thủ tiếp mà không dám công các bạn. Summon ra nguy hiểm lắm. Chà, nữa hả? I end my turn. Chà. Rồi úp xuống thủ tiếp. Dáng này là phải quýnh cặp chừng các bạn, quýnh ẩu là chết cả đám đấy. Trời. I end my turn. Trap hole à, hay đấy. Rồi hơi quăng một con này ra trước đi. Rồi để coi, bán. Rồi sao 200 thì không đáng.
Rồi để coi anh đứng chơi trò gì. Gọi rồng trắng mắt xanh ra lúc này là cho nó xuống nó hố luôn. À, Boss Rider. Đùa với anh mà được. Rồi, chưa cần dùng tới lá này đâu. Bắn thử. Trời, toàn bài thủ không. Trời. Ủa, anh chơi thủ không tơi. Giá này anh chơi ba quýu rồi sao mà anh chơi thấy thủ không này. Rồi. Rồi xin nhẹ của anh 5 lá các bạn. Ồ, giật được mấy lá này là ngon rồi. I end my turn. Rồi cái này là chống phép. Úp xuống đi. Bắn. À, mình chiến bài, ok. Rồi, cho cái bình ra có gì phá thế bế tắc cũng được. Resurrect a servant from the graveyard. Monster reborn. Kinh đấy. Chưa cần, chưa cần. Prepare to feel the touch of cold steel. Thúc trận. As I summon my Force Raider. À, thôi khỏi đi. Khỏi, khỏi, khỏi các bạn. Mất một con có sao đâu. Có 100 điểm mà không tiếc. Lâu sau dở con này lên cái. À rồi thôi khỏi ảnh tự xử luôn rồi. What? Nổ. Pha này nổ hơi bị đã tay. Rồi pháo hoa mừng Tết luôn. Rồi thằng đen xuất hiện. Rồi thằng đen. Tuyệt vọng chiến phù. Trap Hole. Summon School. Raikage. Rồi. Nằm xuống. Chà, hơi phí rồi ha. Trời, bắn con đó hả? What? I activate my spell card. Gì đây? À, Raikiki. Xin lỗi nhé, em không thể dựa để anh dùng nó được. Loại được ra kia ghi là thấy mình ngon rồi. Ok. I set this card face down. I set this card face down. Ok. I end my turn. No 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 no. So, you're activating a spell card. Rồi. Dở lên. What? Lấy bà rồi lấy mấy lá bài nào. Ok, hay. Dở lại lên để phá cái trap hole thôi. Trap hole. Rồi xong. Ok, lượt sau là chơi hơi bị phê luôn. Anh em bắn. À, mấy chiến bài. Ok, hay. Rồi bắn đi, hãy bắn đi, bắn đi, đừng ngại ngùng. À, cộng ngàn vô ăn thua gì. Rồi. What? Cho nó bay luôn. I end my turn.
Ây chà, thêm một cái thiết thủ giáp nữa. Rồi, tổng tấn công. What? Nhập vô cho con này luôn. Ảnh mà thủ là mình chơi ngay. 2.500, 2.150, 1.600. That hurt. Bắn. Bắn. À, chủ tịch te tôi hồi nãy mình không cộng ảnh 1000 máu đi à. Còn 50 điểm các bạn, trận lượt này mình chưa thắng được đâu. Rồi để coi ảnh làm gì nào. Rồi tặng ảnh 1000 điểm đi. Ok. Rồi no. Rồi bay vô đi anh. No. Tưởng anh bắn con này chứ. Rồi xong ông anh rồi nha. Rồi gọi coi chứ cà ra thôi, không cần nhiều. Rồi gọi cho vui thôi chứ lấy xung quanh full bắn phát là chết rồi. No. No. Rồi, cho em xin mấy lá bài mới đi ông anh. Oh. Lá này có rồi luôn. Rồi, nói chung là không lấy được lá bài nào mới hết. Gián đầu quýnh khá hay, hai gián tiếp theo thì quýnh cũng khá là nhọc á, nhưng mà chỉ có gián đầu là anh làm khó được mình thôi. Cái nọc rắn này là giảm thủ, nói chung là dành cho mấy lá thủ á. Trường hợp mà giống như anh dùng mấy con thủ 2000 mình muốn phá đó thì dùng cái lá này cũng tương đối ổn nè. Nhưng mà thực chất thì mình cũng không thấy giá trị thực chiến của nó cao lắm, thành ra mình không dùng. Con này tăng đép thì cũng thấy không hữu dụng lắm. Tại vì có con thủ 2000 rồi gắn vô cho nó thủ thành 2.500 thì cũng có thể hay. Nhưng mà nếu vậy dùng con summon thủ 3 luôn cũng được. Tại anh hiểu sao hình như cũng xài được có một lần rồi phải. Hay là xài luôn ta lá này xài luôn hay là xài được một lần các bạn. Bạn nào xài giờ chỉ giùm mình nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.